Khi nào tôi mới được ra ngoài vậy luật sư? Vô bàn báo cô có dấu hiệu bỏ trốn. Tôi không có. Nếu không có thì tại sao cô mua vé máy bay đi Singapore ngay sau khi cô nhận được giấy mời của cơ quan điều tra? Cô Hân à, chậm lắm là 2 tuần nữa cô sẽ được ra ngoài. Cô sẽ được tại ngoại. Vậy có nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta phải chờ bản kết luận của cơ quan điều tra thì mới biết chính xác là họ muốn truy tố cô về tội gì, và chờ ngày ra tòa. Tôi không muốn ra tòa. Tôi không muốn ở tù. Gia đình tôi đã đền hết tiền cho người ta rồi mà. Tôi chỉ là nạn nhân thôi mà. Hung thủ thật sự mới là hắn ta. Tôi chỉ là nạn nhân thôi. Cô Hân à, bây giờ muốn chứng minh cô vô tội chỉ có một cách là phải bắt được tên Hùng. Và hắn phải khai nhận mọi chuyện không liên quan gì đến cô. Không nghe gì hả? Đi về đi con. Nếu như tụi con có gì sai thì... Tụi con không có gì sai hết. Chỉ có điều mỗi lần tụi con tới đây là mẹ lại nhớ tới chị của tụi con, cho nên mẹ chịu không có nổi. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy mẹ? Nó không biết được không mẹ? Con muốn biết có chuyện gì á thì con hỏi chị họ của chồng con đi. Nghĩ làm sao mà vô giật chồng người ta được hay thiệt luôn á. Bà vừa nói cái gì thế hả? Bà vừa nói cái gì? Ông muốn biết á thì ông hỏi con nhỏ cháu gái của ông á. Nhảy vô chia rẽ vợ chồng người ta ly dị không được. Tranh thủ lúc vợ người ta không có nhà, nhảy vô giật chồng của người ta đó. Vợ chồng con Kiệt chưa ly dị sao? Ai nói với ông là nó ly dị? Tụi nó chỉ có gây cãi với nhau rồi tụi nó nói như vậy thôi. Nhưng mà con nhỏ cháu gái của ông á là nó kiên quyết giật chồng người ta. Chính vì vậy mà tranh thủ con gái tôi không có nhà, nó đã trơ trẽn tới mức mà nó dọn quần dọn áo về ở chung với thằng rể con tôi đó. Không thể nào. Sao bà lại làm như vậy? Nói với con mình đã ly dị rồi, bây giờ nó có lấy người khác á, mình có đâu có quyền gì nói nó. Tụi nó chưa có ly dị, tòa chưa có xử mà. Đó chỉ là về mặt thủ tục thôi. Bây giờ hôn thú của tụi nó còn thì có nghĩa là tụi nó vẫn còn đang là vợ chồng. Không có cái con nào mà được quyền nhảy vô kìa cả. Mà cho dù là hiểu lầm đi chăng nữa thì cái con nhỏ đó cũng phải tránh xa thằng Kiệt ra. Con cố tình chia rẽ để vợ chồng cậu Kiệt ly dị phải không? Chú, con vì muốn có cậu Kiệt nên dù biết là họ chưa ly dị con vẫn cố tình chung sống với cậu ta. Nào con nói đi. Không nói được chứ gì. Nếu chú nghĩ là con thực sự xấu xa như vậy, con không có gì để nói cả. Hạnh phúc quá ngắn, em có giữ được đâu. Dù em yêu anh yêu nhiều lắm, chỉ cao bao la thấu trăng, lòng em nhớ đón xem Gạo Nếp Gạo Tẻ lúc 21 giờ thứ hai đến thứ tư hàng tuần trên kênh Giải Trí TV.